3 4 5 6 7 à 10 đồng ha, đưa đây. À, cảm ơn, cảm ơn. À, mua cam đi, mua cam đi, ngọt vô đường đây, ngọt vô đường đây. Đừng có lựa mà, ngọt lắm đó hả? Mua đi hả? Anh bạn à. Cái gì? Mua đồng 8 cái. 8 cái hả? Đi chỗ khác mua đi, cảm ơn. À, mình anh bán hay sao? Tôi mua chỗ khác. Nè anh bạn, 10 đồng mấy trái vậy? 3 trái. 3 trái chỉ có 10 đồng thôi, rẻ lắm. Trời ơi, 10 đồng 3 trái à? Sao không đi giật tiền đi? Không mua đâu. À, anh tốt đó, cho tôi 10 đồng đi. Dĩ nhiên rồi, 10 đồng 7 trái mà mua đi hả? Đi đâu mà mua chứ có chứ hả? Mua đi, mua đi. À, mua đi hả? Rẻ lắm mà. Tôi mua nè. Mua đi, mua đi ha. 10 đồng 7 trái ngọt lắm mà. Cảm ơn nha. Mua đi ha. À, không sao, không sao, rẻ lắm. Ha, mua đi. Nè, thiệt là mỏi tay quá. Nè, tôi lấy cam anh qua bán nha ha. Nè, chán quá đi hay là mình trao đổi đi hả? Nè, một lát nữa dắt giả thì đừng la làng lên nha. Được. Nè, 10 đồng 7 trái. 7 trái chỉ có 10 đồng thôi. 10 đồng 3 trái, mua đồng 3 trái nha. Chú Hai à, hôm nay anh Hải anh nghỉ hả? Anh Hải nào đây, tôi đâu có biết đâu. À, người tới làm vệ sinh lúc trước đó. Cô Hai à, tôi đã nói rồi, không biết là không biết mà, sao phiền quá vậy à? Ấy da, thiệt tình. Khu cấm đó đợi chút đi. Anh Băng, anh Băng à, anh Băng. Trời ơi là trời, bộ đuôi hay sao hả? Đi công con xe vậy? Tiên là báo hại à? Giấy hợp đồng đâu rồi? À, chị thiệt giỏi quá, đi trễ hơn tôi đúng một tiếng đồng hồ. Làm ơn cho gặp anh Băng đi. Lộn dây rồi. Xin hỏi có người tên Tống Băng không? Đã nói là không mà. Xin hỏi có phải là 256-8430 không? Phải, nhưng mà không có người này. Đưa 10 đồng rồi mà. Đang rồi. Đúng rồi. Đưa 10 đồng đây. 10 đồng thì 10 đồng chứ. Các người thiệt là quá đáng à. Hả? À, dữ quá vậy? Dữ, dữ quá trời quá, dữ. Chào. Chào anh. Hờ, sao phí quá vậy? Ký hợp đồng của Sơn qua xong rồi chứ? Đem nhà tôi hả? Cảm ơn. À, sao hả? À, ông qua khách sáo rồi đó. Ok, thứ tư nha hả? Hẹn về trưa nha hả? Bye bye. Come in. Hi. Ok, see you, bye hả? Bye bye. Ngồi đi. Giấy hợp đồng của Sơn qua xong rồi chứ hả? Xin lỗi nha, tôi đã làm rớt ở trên xe buýt nhỏ rồi. Vậy cô hẹn lại với ông Hùng 10 giờ sáng mai ký lại nha. Lý do là tôi bị bệnh. Ok. Nhưng mà sáng mai cô phải lo xong cho tôi nha. Nếu không là tôi sẽ vô nhà thương. Lý do cũng chưa chắc có người tin. Xin lỗi nha. Sorry. Hello. À, anh Cường à, sao hả? Chờ chút nha.
Ngày mai đang cơm trưa hả? Cô có thể chọn giờ khác hay là từ chối tôi. Ngày mai ăn trưa nha. Thank you. Chị của cô sao hả? Vẫn giữ như vậy à? Anh hai vẫn đi chơi rồng. Cùng hai đứa em thì nếu như ở cư xá thì học hành phải khá một chút. Hai đứa cũng phải ở lại. Vậy tôi nghĩ má của cô phải đặt hết hy vọng ở trong cô đó. Tôi nhớ hồi năm ngoái cô cũng lúc này cô đến công ty để mà làm việc. Nói thiệt nha, tôi thật sợ vì có quan hệ mướn người. Tôi nghe Cindy nói hết hoài bão của cô. Lúc đó tuy rằng tôi chưa có gặp cô, nhưng mà tôi rất ngưỡng mộ cô. Là một cô gái có tư tưởng như vậy. Khi tôi muốn cô về, tôi càng tự nói với mình tôi thì không muốn làm người. Nhưng mà dạo này cô làm việc khiến tôi thất vọng lắm. Kém lắm hả? Nếu như là thuộc hạ của tôi thì còn được. Nhưng mà nếu là bạn bè thì thiệt tiếc lắm. Tôi nghĩ bây giờ chắc cô muốn cố gắng làm việc để mà cô kiếm thêm tiền, thi vào đại học, tự cấp tự túc. Khi cô có sự nghiệp rồi thì sẽ cùng bà má dọn ra khỏi gia đình phong kiến đó. Cô cũng biết họ tò mò lắm mà. Tuy cô không có nói, dạo này tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Có bạn trai là một việc tầm thường thôi. Chia ra làm hai loại. Một loại là có thể khiến đôi bên tiến bộ, có thể cổ võ cho nhau. Một loại khác thì trái hẳn đi. Làm vậy cô thấy có đáng không hả? Ông cứ yên tâm đi, từ nay tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Chỉ tại là tôi dạ dột mà thôi. Từ đầu cho đến cuối người ta đâu có coi tôi là bạn đâu. Từ nay tôi sẽ cố gắng lên để làm việc, không báo hại ông phải giả bệnh nữa. Cảm ơn anh nhiều. Bye bye. Tìm tôi đấy hả? Đã tới hai lần rồi. Vì đi bán cho nên không thể tới công ty tìm cô được. Thấy sắp tới giờ tan sở cho nên chờ cô về đó. Tôi không có chìa khóa nhà, lại không dám lên đập cửa tìm cô. Không biết chị cô nghĩ sao? Anh tìm tôi làm gì? Không, định trả lại tiền mua bóp cho cô thôi. Tôi đã nói mặc kệ rồi mà. Mặc kệ đâu được chứ. Tôi chưa trả tiền cho cô khiến tôi không được yên tâm mà. Có phải là chính xác đâu không? Thôi bỏ đi. Nè, cái gì bỏ chứ? Tiền bạc phải cho rõ ràng một chút mà. Lại không quen thằng với cô lắm, không lẽ bắt cô tặng cho tôi sao? Cây bóp 196 đồng còn 4 đồng, để tôi thối lại cho anh. Ờ, được, cảm ơn. Bây giờ tôi không có tiền lẻ, anh đứng đợi một lát nha. Tôi lên nhà lấy điều cho anh. Nè, phiền phức quá vậy, thôi đừng lấy 4 đồng nữa nha. Không được, đâu có phải là quen thân với anh đâu, tiền bạc phải rõ ràng chứ. Bốn đồng nè. Ồ, cảm ơn nhiều. Nè, anh muốn gì đây? Cô có cần lên gấp không? Anh lại muốn cái gì đây? Nè 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 nè, khiêng giùm tôi về nhà đi. Nhà xa lắm đó, một mình tôi khiêng không nổi. Vậy đón taxi đi. Taxi để đâu hết chứ, lớn quá mà. Cùng lắm là vậy nha, tôi đãi cô uống trà. Cảm ơn nha. À, chuẩn bị ha. 1, 2, 3. Nè, đã lâu không gặp, dạo này ra sao hả? Không có gì xảy ra. Cô nói gì? Không có gì xảy ra. Nhìn đứa của cô à, đã biết có chuyện rồi. Có phải là bị chị hai của cô ăn hiếp hay không? Ba còn đánh cô không hả? Không có. Nếu có thì nói với tôi nha. Tôi nghĩ lại rồi,
Nếu bà quá đáng thì báo cảnh sát đi. Chẳng lẽ bắt chị sao? Không phải bắt chị, mà hù chị mà thôi. Tánh người xấu xa thấy hiện là ăn hiếp liền à. Thứ dân này càng nhịn thì họ càng quá đáng thôi. Đừng để tôi đoán trúng nha. Bà gia đình xấu xí như bà chẳng vậy, ganh tị của đẹp mà. Tôi đoán không sai chứ? Nè, phải mệt không vậy? Nếu mệt thì nghỉ đi. Tôi khỏe lắm, đi nhanh chút đi. Nè, không cần nhanh như vậy mà. Trúng lông của tôi rồi nè. Từ từ đi, làm ơn đi mà hả? Nè, cảm ơn. Để xuống đây đi hả? Cảm ơn cô nha. Có sợ về nhà trễ không? Hay là vậy nha, uống ly trà trước đi, rồi nghỉ ngơi một chút được không hả? Ai, thằng Hải này thiệt là làm biếng quá. Vô nhà trước đi. Ngồi tự nhiên nha, nhà chật hẹp lắm. Nè, thức dậy đi thật khỉ nha. Biểu mẹ canh chừng mà lại ngủ sao hả? Hôm nay bị cảnh sát rượt, chạy muốn chết luôn đó. Cô lên giúp tôi khi mùa ghế xe lông gì rồi nè. Mau qua rút trà cho cô uống đi. Cô thiệt là tốt bụng đó. Đi còn nói. Đi thì đi. Ảnh tối ngày như vậy hoài à. Nè, mà ngồi tự nhiên đi, chật hẹp lắm. Đâu có phải, trang trí đẹp lắm đó mà. Trang trí đẹp gì chứ? Các đồ đạc trong nhà này à, đều là đồ rác không à. Người ta không lấy thì tôi lượm về để thôi. Có đẹp không vậy? À nè, còn cái tủ này nè, tôi đến tay đóng đó. Thiệt? Cho. Nè, ăn chút đi, tự tôi làm mà, chắc là ngon lắm. Nè, còn nồi thịt bò kho đang nấu nữa kìa, ăn vài miếng đi, ngon lắm, đang được rồi. Thôi đi, tôi vừa ăn cơm xong. Nó cũng phải thử chứ, bảo đảm mà cô sẽ nói ngon thôi ha. Uống trà đi cô. Cảm ơn. Móc tôi bò kho ra đi. Mì bò kho của tôi à, bán chạy lắm đó. Thiệt? Tôi cho cô coi. Bán chưa lâu đã đi giành được nhiều tiền rồi nè, làm giàu rồi, phải không hả? Chà, tôi ra ngoài làm việc lâu rồi mà chưa để giành được nhiều tiền vậy. Đàn bà các cô kiếm tiền mua bông mà thôi. Trang à! Trang à! Nè, sao hả? Có hỏi nữa hả? Dập tắt lửa đi. Có hỏi nữa mà. Nè, đừng lấy nữa, đừng lấy nữa mà. Làm sao đây hả? Làm ăn kiểu gì vậy? Vừa rồi tôi cầm cái nồi bị phỏng tay làm rớt nó, cho nên mới như vậy thôi mà. Cẩn thận đó nha. Mai mốt lá bị cháy được lấy nước tạt nha. Lửa sẽ lan ra khắp nồi. Biết rồi. Cái lọ của anh nhỏ như vậy mà cái nồi lớn quá, nguy hiểm lắm đó. Lớn nhất là cỡ này rồi, xăng dầu hôi rẻ tiền hơn. Nấu một nồi bò kho phải mấy tiếng đồng hồ đó mà. Nhà của tôi là quán ăn. Nhà bếp của quán ăn có cái lò lớn. Ban đêm đóng cửa, hay anh tới đó dùng đi. Nè, nói thiệt đó nha. Thiệt đó, sẵn ban đêm đâu có ai dùng đâu. Ê, làm giàu rồi đó hả? Mình có thể nấu nhiều hơn. Ở cái tiêu đĩa ở đâu hả? Ê chết, tôi đã quên đem rồi. Làm ăn kiểu gì đây, không đem mà. Thì thôi gì lấy đi. Ai... Xìu xìu ổn ổn, nghỉ chút đi, tôi về lấy cho. Chị cô tới rồi. Bậy quá à, sao vẫn chơi kiểu này, làm người ta hết hồn đó. Để cô tỉnh táo học hành đó mà. À đúng rồi, chú Tài nói dạo này chị hai hình như là phát hiện các đồ ở nhà bếp bị người ta dùng qua. Mai mốt trước khi đi dọn sạch sẽ thì được rồi. Nè, tôi về nhà lấy đồ nha.
biệt lai xuân khứ, túc mục sầu tràn đoạn, túc mục sầu tràn đoạn, 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 tế hạ lạc mai như tuyết đoạn. Chị hai, chị hai à, không có đâu. Em ở đây học bài một mình chị, đừng có nói láo. Vẫn đàn ông về đây làm bậy bạ tưởng chị không biết sao? Ôi chị hai à, nghe em nói nè, đừng có nói nhiều nữa, chị mà biết được là em chết đó nghe chưa. Phải đâu. Không phải, không phải. Chị tin em đi, chị của mình em thiệt mà. Vẫn đàn ông về đây làm chuyện bậy bạ, làm đàn bà sao mà đê tiện quá vậy? Không phải đâu, chị của mình em ở đây học bài thôi, chị tin em đi. Chị mà tìm ra được hả, chị cắt tóc em thành đầu trọc luôn cho coi. Chị hai à, chị tin em đi. Cô đứng đó nói nữa hả, tránh ra. Mở cửa ra, mở ra nhanh lên. Mở cửa ra nhanh lên, tôi báo cảnh sát bây giờ. Mở ra, mở ra nhanh lên. Mở ra. À, tôi đi báo cảnh sát cho biết nha. À, ớt khùi để đây rồi. Alo, ai đó? Anh đó hả? Không xong rồi, chị hai của cô Linh đến tới đó. Tôi mà tìm ra tôi nhất định lột da của anh. Cha, chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Không được, tôi phải đi cứu cô Linh. Anh tới mau đi. Hãy thả tôi ra. Mở cửa nhanh lên. Tại sao mà khóa cửa lại như vậy hả? Mở cửa. Mở cửa nhanh lên. Mở ra. Tại sao nhốt tôi trong này? Mở ra. Các người làm gì kỳ cục vậy hả? Mở ra. Mở cửa ra nhanh lên. Đừng có nhốt tôi trong này mà. Mở ra. Nè, nè. Mở cửa ra. Mở cửa ra nhanh lên, là cái gì vậy? Mở ra. Hoàn cảnh thế nào? Mở cửa ra. Chị của cổ thì không phải là con người đó. Mở ra. Mở cửa. Thì không vậy. Mình đây có là ha, thì là có lỗi, nhưng đâu cần bị đánh như vậy chứ. Thảo ra tôi nói chuyện cho. Ê, đừng có đi nhé, đừng có đi, đừng không được đâu. Mở ra. Không có gì đâu, đừng có buồn lắm mà. Uống ly trà trước đi, hả? Nè, để cho cô uống trước đi, chỉ lon mình không à. Anh coi nè, cái áo của tôi mới mua chỉ mặc được có 4-5 lần mà thôi. Không ngờ chị của cổ điên lên, đánh tôi tùm lum, không có nới tay cái gì cả. Cô nói, đàn ông mà đẹp lại một người đàn bà sao? Coi kìa, còn tí lìa nữa. Nè, thế nào? Chị cô đánh cô bị đau lắm hả? Hải à, lấy giấy ra đây. Mau lên. Uống ly trà trước đi. Cô coi coi kìa, mặt mày lem luốc hết rồi. Cuốn sách bị nước mắt làm ướt hết đó. Ừ, hôm nay là sinh nhật của cô à? Thiệt là tội nghiệp, sinh nhật của cô mà bị đánh nữa chứ. Thiệt là xin lỗi nha. Nè, nè. Ê, còn chưa quá 12 giờ mà, cá sạp ở dưới nhà còn bán đó. Tôi đi mua ít đồ lên chút thôi cho cô nha ha. Nè nè, đừng có giữ phần mà. Tôi không đi đâu. Biểu anh ngồi ăn đi, không biểu đi. Ngu. Không cần đâu. Cần chứ, chờ tôi về nha. Cô tự ngồi chơi chút nha. Xin lỗi nha, tôi đền lại cái áo khác cho anh. Thôi khỏi cần đi mà. Anh Ba nói đúng đó, tại mình có lỗi trước mà. Không cần cô phải đền áo, coi như là tặng quà sinh nhật đó. Ai đưa em về đường khuya trên hè phố vắng, đêm nay ai đưa em về, xin người hãy nhớ giùm tôi, đêm nay ai đưa em về. Hà hay sinh nhật vui vẻ, bông này hay áo không viền đó. Cảm ơn. Khách sáo làm gì, thằng Hải đâu? Không cần hỏi, chắc là đi ngủ rồi. Anh cũng vất vả lắm rồi. Chờ anh nha, để đi thức anh. Nè, thức dậy đi, thức dậy ăn đồ đi.
Thúc dậy ăn đồ đi. Không ăn đâu, tôi buồn ngủ quá, anh chiều lại tôi chút đi. Ồ, có đồ ngon mà không ăn hả? Ây da. Tôi mua đại thôi, không biết có hợp khẩu vị của cô không. Anh mua nhiều vậy, ăn đâu có hết. Hết chứ, hôm nay là sinh nhật cô mà, phải ăn phong phú một chút. Ngồi đi. Trong nhà chỉ có một chai rượu thôi, chắc là cô không hợp đâu. Nhưng mà vui mà, uống đại đi, uống chút thôi. Được, cô thử uống một chút thôi. Tôi thử uống nhiều một chút. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, happy birthday. Cảm ơn. Khó uống lắm hả? Ăn chút đồ đi, sao bớt cay. Đồ ăn dưới này à, cũng được lắm chứ. Sinh nhật năm nay là năm vui nhất của tôi đó. Vậy à, vậy phải vui mừng một chút nha. Đừng nghĩ tới chuyện giới dân nữa. Nè, ăn đồ ăn đi, rồi sinh nhật cô có nguyện vọng gì? Nguyện vọng duy nhất của tôi là mong má và em gái của tôi sớm ngày rời khỏi gia đình. Vừa mới nói xong lại nói nữa rồi, hay. Mấy chị em chúng tôi với má của tôi không có địa vị ở trong nhà này đâu. Cứ bị người ta xảy la như là người ở và con sen vậy, thậm chí còn bị đánh. Bao nhiêu năm nay tôi ở trong nhà chưa hề được vui vẻ, anh có biết hay không? Hai bà của cô thiệt là lạ đời quá. Ông yêu má của cô mới cưới bà gì chứ? Ông thích má tôi, ông thích cái bà vợ đã đi đời của ông thôi. Má tôi là vì ông ngoại quyết định cưới về để nuôi lớn chị hai. Ở trong nhà ai nấy cũng đều coi chị hai như là nữ hoàng, làm việc gì cũng đúng hết. Cho dù chị hai có làm lỗi thì cũng chỉ mặc chúng tôi để xảy la, chúng tôi cũng phải hạ mình xuống để nhận lỗi. Họ nói chị hai thê thảm, vừa chào đời thì đã mất mẹ rồi. Còn chúng tôi, còn chúng tôi thì đê tiện đáng chết. Ăn ở của nhà ông ngoại, bà của tôi được ngày hôm nay cũng là nhờ ông ngoại thôi. Chúng tôi vì phải đền ơn cho nên phải để cho họ chửi. Được, hiểu cái gì thì bỏ đi ngay, cần gì đếm xỉ tới họ chứ. Học hành cho giỏi thì vào đại học thôi, mai mốt ta làm việc lớn thì họ sẽ cúi đầu để sinh cô thôi. Làm người phải như vậy mới được chứ. Phải cố gắng, phải làm nên. Nè, tôi đã nói hết chuyện của tôi rồi, còn anh? Nói cái gì? Nói chuyện của anh cho tôi biết. Tôi? Ừ. Tôi có gì phải nói chứ? Giống như thằng khờ vậy. Không có công bằng, chỉ có tôi nói anh lại không nói. Vậy được, cô ăn hết đồ này đi, tôi nói cho nghe. Vậy được. Nè nè nè, cô sao hả? Cô chỉ uống hai giọt rượu thôi thì đã bị say sưa rồi sao? Nè nè, đứng dưỡng nha. Đứng dưỡng nha hả? Thấy bộ cô về nhà hết nổi rồi đó. Tối nay chịu khó một chút, nằm ngủ lại đây đi. Thức dậy rồi mới nghĩ cách để vô ngọt chị hai cô nha hả? Cảm ơn anh nhiều. Không có chi mà. Thôi chết rồi, tối nay là trở gió rồi. Mấy tấm chăn đã lâu không giặt, hôi lắm đó, không thể cho cô dùng đâu. Đừng có lo nha, anh Hải đã có mua sưởi ấm rồi, chờ tôi nha. Tôi không lạnh. Nè, ngồi yên đi mà, ngồi yên lại đi hả? Cô say mà, ngồi yên đi, chờ tôi ra nha ha. Máy sưởi ấm. Ê, đừng có tháo chứ. Cô lên ngủ bên ngoài sợ cô lạnh đó mà. Nè, cái này tôi cố tình mua về để mà tặng cho em Đình đó mà. Xài xong rồi thì gói lại, đâu có ai biết chứ, đồ ngu à. Cô Linh giúp mình đi vậy thì đáng lắm, biết chưa hả? Đáng lắm, đáng lắm. Nè, để luôn cái gối nha. Nè, máy sưởi ấm đã được rồi. Nè. Nè. Nè, ngủ một giấc cho ngon nha, biết không? Biết rồi. Ừ, có gì thì kêu tôi, không gì thì ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon.
Sáng sớm mà ai gọi điện thoại gì cả. Alo. Gọi mấy lần ra nghe điện thoại. Chờ chút đi. Tìm cô đó. Có phải chị Hai không? Tôi đã nghe được tiếng của nó rồi. Biểu nó tới đây nghe điện thoại. Bày đặt, dám lằng nhằng với đàn ông mà không dám nói điện thoại với tôi à? Biểu nó tới đây nhanh lên. Hay da, sáng sớm mới đánh thức cả nhà rồi. Ai điện thoại vậy hả? Chị Hai cổ chứ ai? Nè, cô cho cổ số điện thoại nhà này hả? Không phải đâu. Ây da, chắc là chị lục số điện thoại của tôi đó. Mỗi lần tôi về nhà khuya một chút là chiếc điện thoại tới nhà các bạn học tôi để la hét. Ây da, chết rồi. Tôi đã viết luôn địa chỉ và điện thoại của hai anh lên trên đó. Chị nhất định sẽ tìm tới đây thôi. Cần gì khẩn trương dữ vậy? Để mới lên thì lên đi, sợ cái gì? Phi làm phản hùng về binh, tôi đã đều gặp qua rồi. Wow, chào cô. Chắc cô đây là cô Mỹ Lệ hả? Bày đặt vô trò nhăm nhở làm cái gì? Ai quen biết với anh? Tránh ra. Bày đặt dám lăng nhăng với đàn ông hả? Nè, cô chờ một lát nữa nghe tôi giải thích có được không vậy hả? Anh buông tay tôi ra. Vô nhà trước đi, nhanh lên. Nhanh lên. Buông tay tôi ra mà. Bộ anh tưởng là tôi dễ dãi dám em gái tôi lắm hả? Muốn lợi dụng phải không? Nam nữ thoi thoải bất thân mà. Buông tôi ra, nhanh lên. Nè, cô nói chuyện bẩn thỉu như vậy hả? Em gái cô à, đâu có gì chúng tôi đâu hả? Chỉ có mượn lời chúng tôi nên nói thôi mà. Đâu có gì đâu chứ hả? Bà chăng? Bây giờ có lời rồi muốn nói gì mà vẫn được chứ. Buông tay tôi ra, buông ra. Nè nè, chúng tôi không có gì, không có gì đâu nha. Chị Hai à, chúng tôi thì không có gì mà. Không có cái gì hả? Lên đi bao nhiêu lâu rồi, em sát với cái thằng bốn mắt này bao nhiêu lâu mà còn nói không có gì? Tránh ra. Em đó nha, không có người đàn bà nào đi tiện giống như em hết. Đưa tới tận cửa nhà có nghĩa là ý gì hả? Đi nhanh lên, đi. Tránh ra. Anh xô tôi hả? Đủ đồ gà điên à. Họ nói không có gì mà. Tới gây đã chưa? Thiệt là. Mày điên à? Mày điên à? Mày làm gì vậy? Hả? Nè, nè, nè. Ai đừng mà. Chị Hai à? Cô điên là sao hả? Chị Hai. Bà Trăng. Chị Hai à? Chị Hai. Chị Hai à, đừng mà. Chị Hai. Chị Hai à, đừng mà. Chị Hai. Nè, 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 đừng mà. Đừng, đừng. Chị Hai à, đừng mà. Đủ đồ nha. Mày điên. Chị Hai, đừng mà. Chị Hai. Chị Hai, đừng mà. Chị Hai à. Ai à, đủ rồi nha. Đủ rồi nha. Ai sợ của tôi? Nè, cô thử chọi đi. Tôi chọi bên đầu của cô đó. Anh dám? Tới đi, tới đi. Bà Trăng. Chị Hai. Chị Hai à? Tôi nhìn hết đủ rồi hả? Bà Trăng đánh mà. Giao đánh tôi hả? Tôi đánh nhau nữa. Đánh nhau nè. Đánh nhau nữa. Tôi đánh nhau mà. Anh đánh nữa. Đi chơi đi. Đi chơi đi. Bà Trăng. Bà Trăng. Bà Trăng. À. Căng hả? Căng hả? Căng, căng, căng hả? Chị Hai à, đừng có đánh nữa mà. Đừng có đánh nữa. Bà Trăng à, đừng đánh. Chị Hai à, đánh nữa mà. Đừng có đánh nữa. Thôi đi mà. Đừng có đánh nhau nữa. Nè. Cho đi. Đừng có đánh nữa. Nè. Cái tay của tôi đó chứ. Nè. Bây giờ đừng đánh tôi mà. Đi đi. Cái tay của tôi đừng có. Buông tôi xuống đi. Buông xuống. Nè. Cô đánh nữa hả? Tôi bẻ tay của luôn đó. Tôi đau quá. Anh làm cái gì vậy? Ôi da, ôi da, ôi da. Xây qua đây, xây mình qua đây, biết chưa? Lấy tay ra.
làm cái gì vậy? Đừng cục cửa mà, lấy tay ra đi. Ta cốp xương. Nhìn ra một chút. Sợ cái gì? Hết chuyện rồi. Vậy hai cái coi coi. Vừa rồi mạnh tay quá. Bây giờ biểu cô dậy có dậy không hả? Dậy không? Thế nào? Hết chuyện rồi. Đi coi thầy thuốc tê thấp đi. Tới giờ rồi bị phong thấp này biết chết đó nha. Cái con mụ này mà, Mỹ Lệ không phải là con của mày. Mày muốn đụng nó chết mày mới vui lòng hả? Còn quét cái gì nữa? Đi vô đổ ly trà nóng ra đây. Đi đi. Trời ơi à, Mỹ Lệ à. Hả? Ây da à, sao bị thương nặng vậy hả? À, sao cho nó đi bắt con nhỏ đó về mà. Bắt cái con khỉ gì nữa à, kêu à, lấy thùng nước ra đây mau đi. Kêu à, kêu Trường Phát à, à, chuyện gì vậy? Trường Phát. Chuyện gì? Đây lẹ đi. Chuyện gì? Ây da, đứa con gái của mày đó nha, báo hại cháu gái của tao bị gì á. Mày coi kìa, mày thiệt là tệ quá mà. Trời ơi, sao con bị thương nặng quá vậy? Phải bị con lên đánh không? Ôi trời ơi, Kiều ơi. Kiều. Chuyện gì vậy? Ừ, bà báo hại nó kia nè. Tôi sợ ý làm rớt. Sợ ý cái gì? Bà thấy vô dụng mà. Lấy thuốc ra mau đi. Thuốc đẻ ra đi đi. Thôi các người đừng có ôm nữa. Con phải gọi điện thoại đi nè. Alo. Tôi muốn nói chuyện với hai tên súc sanh. Con Mỹ Lệ này không có để yên chuyện đâu. Tôi sẽ báo với cảnh sát còn bị chết kiểu nào đây. Cái gì chết hả? Thì chết cái kiểu sung sướng đó. Làm sao đây hả? Anh đừng có làm vách nha. Bộ tưởng là em gái tôi ở đây là tôi không báo cảnh sát sao? Tôi bị cảnh sát bắt luôn cả ba người đó. Tại sao mà không nói chuyện? Bây giờ tôi cho anh biết nha. Anh đã lén dùng nhà bếp của tôi hả? Để làm tôi bị trật khớp tai đây nè. Còn em gái tôi chưa có tuổi về thanh niên. Tôi sẽ thưa tội của anh. Thưa tội anh đã dụ dỗ con gái nhà lành. Anh nhốt được mẹ ở tù. Anh sẽ bị tử hình. Cô nha, tới phá nhà của người ta, cô tính sao đây hả? Hay, cô đừng tí lìa nữa. Cô còn nói à, tôi sẽ thưa tội cô phá hoại hình sự đó. Lại đây, cấp dây một lượt đi. Tôi đánh 3 số 9 nha ha. Đừng làm mất thời gian. Bye bye. Bye bye, bye bye hả? Tôi chưa có nói hết mà. Tôi chưa nói xong, tại sao mà nói bye bye chứ? Đồ mất dịch. Con ơi, bị đứt dây rồi. Nhìn cái gì chứ? Cô chưa thấy con cãi lộn hay sao vậy? Cái người đàn bà đó, đúng là bệnh thần kinh mà. Cô Linh à, tôi nghĩ cô có nên đi báo cảnh sát hay là không hả? Thì để cô đi đi. Cô mà dặn cảnh sát lên rồi tôi sẽ thưa tội cô lại. Đây là chứng cớ nè. Đành rằng vậy. Nhưng mà cái bà điên đó việc gì cũng dám làm ra cả. Đánh đập nè, phóng hỏa nữa. Tôi nghĩ trước sau gì thì bà cũng tới đây để phóng hỏa đốt nhà mình thôi. Tôi về nhà nha. Nè, bây giờ đang lúc căng thẳng lắm, làm sao mà về đây? Sớm muộn chị sẽ dẫn ba và ông ngoại lên đây, chừng đó sẽ gây chuyện lớn hơn nữa. Thôi như vậy đi, để một lát nữa cô điện thoại về nhà hỏi má của cô coi hoàn cảnh ra là sao. Về thì sớm muộn phải về thôi, mong là sẽ về nói một chút. Cẩn thận nha. Nè, cô nhớ kỹ hai câu. Nhìn được thì nhịn, không nhìn được thì chạy đi. Chạy ra tới tìm tôi. Chúc cô may mắn. Ờ nè, lên nè. Nếu có chuyện thì tới nhà tôi nha. Dù là không gì lên học bài cũng vắng vẻ lắm. Đưa cho tôi. Dĩ nhiên đưa cô. Đừng có đưa cho chị cô nha. Nhà của tôi cắt lậu sơ sài lắm, dễ bị hư lắm. Thank you.
tới sáng mới về à? Tại sao đi cho đám dân mày bà đó? Con có biết chị Hai thương con và bận tâm với con không? Vừa nghe con mất tích là điện thoại với đám bạn bè xô thịt của con rồi. Cố gắng kiếm con, còn đích thân kiếm con gì nữa, con có biết như vậy không? Con lại lấy oán trả ơn kiếm người đánh nó một trận như vậy hả? Làm cho nó bị thương tất cả cùng mình hết á. Con làm như vậy con nghĩ có được hay là không? Trả lời đi. À nói rồi mà, mấy con chó không sủa thường hay cắn người bất chợt lắm. Chó, chó cũng không phải. Cho dù chó nó ngậm xương, nó thấy chủ nhân cũng biết chỉ đuôi vậy. Mày thiệt không biết dạy con bằng cách nào. Con đã có lỗi là không biết cách dạy con của con. Dĩ nhiên rồi. Mày thiệt là không nên thân mà. Mấy người ồn quá cho tôi ngủ với. Mày thiệt là đáng ghét mà. Thôi 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 đừng có nói nữa mà. Nói nữa làm cái gì chứ. Uống trà đi ba. À, Trường Phát à, đừng có nói ba đầy con đó nha. Hai đứa con gái của con đó hả, không có nên thần lắm đâu. Con cũng muốn gả tụi nó cho rồi, khỏi làm phiền tới ba nữa. Con đừng hòng gả tụi nó ra ngoài. Mỹ Lệ chưa lấy chồng mà tụi nó lấy chồng hả? Thiệt là còn lâu đó. Dĩ nhiên là phải gả Mỹ Lệ trước. Đúng vậy. Nhưng mà nó xấu tánh như vậy, muốn kiếm chồng cũng phải là dễ đâu. Nói vậy cũng không đúng. Con gái dù xấu tánh cách mấy, hãy có bạn trai cặp kè rồi thì dịu lại hết thôi mà. Bà nói đúng. Bà nghĩ con không biết làm cha, không biết giới thiệu con trai tốt cho con gái của mình, có phải không? Hai người nói cái gì vậy? Ai nói là con ấy chồng, ai nói con không có kiếp đó, đâu có cần phải tìm người chứ con. Ông ngoại cũng nói bà cháu bậy bạ mà, nó nói cháu xấu tánh. Thôi ông đừng có nói nữa, hai người không người nào tốt hết. Thiệt là uổng công phí sức ghê. Bao nhiêu năm nay làm phí tuổi xuân thuê ở trong căn nhà này nè. Ai đâu coi chừng đám em cho bà, ai coi chừng quán ăn đi, chỉ là con thôi. Bây giờ các em nó đã lớn rồi, tới tuổi lấy chồng thì nó là con choáng chỗ. Bộ tưởng con không có bạn trai, con không có rảnh chứ bộ à. Phải rồi, ông ngoại nói con nhiều kép lắm. Nhiều cái đầu ông đó. Hai người đó nha, sáng sớm thức dậy là chơi chim nè, chơi chim xong là uống trà nè, uống trà xong rồi thì ngủ nè. Không có thèm làm việc cho các người nữa đâu. Uổng công phí sức lắm, không thèm nhìn các người nữa. Mỹ Lệ à, cháu đừng có làm vậy mà. Mỹ Lệ à, cháu đừng có đi mà. Đừng có đi đi. Mỹ Lệ à, Mỹ Lệ. Trời ơi, chết cái lưng của tôi rồi à. Mỹ Lệ ơi. Bây giờ tôi đi đó cho bà vui lòng chưa? Ráng ăn đồ ăn dư thừa đi nha, từ nay không có ai nói bà nữa. Tôi cho hai người biết đó nha, bây giờ tôi đi đó. Ráng đi khuya cho nhiều đi nha, đi chơi với mấy cái thằng lưu manh nữa, đi mang bầu với họ đi, không ai thèm coi nữa đâu. Mỹ Lệ ơi, cái lưng của ông đau quá đi à. Qua coi ông ngoại đi. Bị ông đừng có làm bộ nữa. Ông ngoại không có giả đò đâu. Tôi ra ngoài cửa rồi chăm sóc lành lại ngay. Ba. Còn ba cái gì nữa, rượu thêm mau đi. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, con đừng đi mà. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ, con đừng có đi mà. Mỹ Lệ à, coi như là ba có lỗi đi mà. Tại con sao? Con đâu có chỗ ở, làm sao mà con đi được? Ba mới là người không có chỗ đi đó, tránh ra. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ. Trời ơi, giết người sao? Bộ bây giờ muốn trả thù hả? Mạnh tay như vậy, nhẹ tay giùm một chút đi. Sao rồi, Mỹ Lệ ra sao hả? Trời ơi, nó xô tung chút xíu nữa chết nè. Cái gì? Không cần nữa đâu. Mày thiệt là vô dụng mà, lớn đầu vậy mà cản không lại một đứa con gái nữa, còn nói là sẽ bị té xuống đất. Ba đừng có lo, nó ra ngoài 2 tiếng đồng hồ sau là nó về liền à. Còn biểu tao đừng lo nữa. Đứa con gái bị chết, bây giờ thì đứa cháu gái chạy mất. Lỡ như nó không về thì mày chết đó. Không có sao đâu, ai mà dám chứa nó chứ. Lần nào cũng là điện thoại ở đầu đường hết, không có ai thèm nó đâu. Bữa đói bữa no, nó đi ra ngoài nửa tiếng đồng hồ công viên, nó trở về nhà ngay liền à. Lần này là ngoại lệ thôi. Ngoại lệ thì mày chết. Cái gì? Dọn đi à? Có lộn hay không vậy? Dọn đi mà không báo trước. Lúc hỏi mượn tiền thì ai nấy cũng là bạn hết. Alo. Thật ghét. Alo, chị Thi đó hả?
À, tôi là Mỹ Lệ đây. Nè, tôi đã dọn ra ngoài rồi. Thì tôi định... Nè, alo, alo. Thiệt là đáng chết. Lúc mình hỏi mượn tiền không có ai chịu trả lời hết. Alo, chị Tuyết đó hả? À, Mỹ Lệ đây nè. Em có thể tới nhà của chị ở hay không? Alo, alo. Ý da. Oh.